Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi số phát sóng đầu tiên của chương trình Tiêu hóa khỏe, mẹ nhàn tên. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta, tất cả chúng ta đều biết thì nuôi con là một quá trình không hề dễ dàng gì. Làm sao để bé khỏe, bé mau lớn và phát triển toàn diện? Có rất nhiều những bố mẹ thì đau đầu với hàng ngàn những câu hỏi, băn khoăn và lo lắng về sức khỏe của bé. Thật sự thì như chúng ta cũng đều biết là chế độ dinh dưỡng cho bé thì đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện, kể cả là về trí tuệ hay là về thể chất. Tuy nhiên thì theo thống kê tại Việt Nam, có đến 45% trẻ em đang gặp vấn đề trong việc hấp thu các chất dinh dưỡng và gây nên những tình trạng như biếng ăn, bé chậm lớn cũng như là hay ốm vặt thì khiến bố mẹ rất là đau đầu, rất lo lắng. Và tình trạng này kéo dài thì ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của bé so với các bạn cùng trang lứa. Việc không đủ dinh dưỡng và các chất cần thiết để phát triển toàn diện cơ thể thì sẽ dẫn đến những bệnh, căn bệnh khó lường về sau. Và chính vì vậy, ngày hôm nay, chương trình Tiêu hóa khỏe mẹ nhàn tên cùng với chủ đề lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho bé biếng ăn, chậm hấp thu và đề kháng kém sẽ cùng chia sẻ tới quý vị về những nội dung xoay quanh chủ đề này. Và ngày hôm nay thì Kim Thảo rất trân trọng được mời đến trường quay của chúng ta ngày hôm nay, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Trần Đình Toán, hiện đang là Viện trưởng của Viện Dinh dưỡng Lâm Sàng. Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia vào buổi chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, và được biết là bác sĩ đã dành rất là nhiều năm để chăm sóc dinh dưỡng cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn nhỏ, các bạn trẻ nhỏ. Thì bác sĩ có lời khuyên như thế nào cho quý vị phụ huynh của chúng ta được biết thêm về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng đối với các bạn nhỏ nói chung và đối với các bạn trẻ nhỏ mà đang gặp vấn đề về biếng ăn chậm lớn nói riêng ạ? Trước hết thì tôi phải nói rằng là hiện nay vấn đề biếng ăn là một trong những vấn đề mà được rất nhiều các gia đình, nhất là các gia đình mà có con bé, quan tâm. Bởi vì là các cháu ở cái độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo hay là các cháu chuẩn bị bước vào cái tuổi đi học, hay nói đúng nghĩa là các cháu 60 tháng hay là 5 tuổi đầu đời ấy, thì rất dễ bị những cái tình trạng biếng ăn. Biếng ăn ở đây thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân, mà trong đó những cái nguyên nhân khách quan như là vấn đề thực đơn cho các cháu nó chưa phù hợp, hay là vấn đề kỹ thuật nấu nướng cho các cháu nó chưa phù hợp với lại cái khẩu vị của các cháu. Thứ hai nữa là các cháu có thể bị một số các cái bệnh ở đường hô hấp trên như là viêm tai giữa, viêm VA hay là viêm tai mũi họng vân vân, hoặc là những cái bệnh lý về đường ruột, ví dụ như các cháu bị chảy kéo dài, hoặc là bị rối loạn tiêu hóa do các cái quá trình ở cuộc sống này, thì có thể là bị rối loạn tiêu hóa do adenovirus chẳng hạn, vân vân, thì những cái đấy nó gây nên cái tình trạng biếng ăn hoặc là gây nên cái tình trạng táo bón cho các cháu. Do đó cho nên là vấn đề dinh dưỡng rất là quan trọng để mà giúp các cháu làm thế nào mà hấp thu thức ăn được tốt, và hấp thu cái dinh dưỡng được tốt thì các cháu nó mới phát triển được một cách toàn diện, cả về thể chất, cả về chiều cao cũng như cân nặng hoặc là trí tuệ của các cháu. Vậy thì đối với những bé mà đang gặp vấn đề như là biếng ăn hay là hấp thu kém thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về chế độ dinh dưỡng cho quý vị phụ huynh được biết thêm được không ạ? Vâng. Để khắc phục cái tình trạng biếng ăn và rối loạn cái hấp thu hay là hấp thu kém của các cháu ấy, thì cũng có nhiều các cái biện pháp. Tôi nói ví dụ như là trước hết thì là thay đổi cái chế độ dinh dưỡng, thay đổi cái thực đơn cho các cháu cho nó phù hợp hơn, hay là nó hợp với cái khẩu vị của các cháu hơn. Thứ hai nữa là trong quá trình nuôi dưỡng các cháu thì có thể là bổ sung thêm các cái chất, các cái vi chất, mà những cái chất này là nó giúp cho quá trình tiêu hóa hấp thu thức ăn của các cháu được tốt hơn. Nói ví dụ như là bổ sung chất xơ, bổ sung cái vitamin A, vitamin D, bổ sung các cái chất đạm, hay là bổ sung kẽm gluconat chẳng hạn, vân vân. Thì đấy là những cái mà có thể là giúp cho cái tiêu hóa hấp thu của các cháu được tốt hơn. Vâng, và hiện nay thì trên thị trường đang có một sản phẩm mà rất nhiều ông bố bà mẹ có phản hồi tốt, và đó chính là thực phẩm hỗ trợ sức khỏe NuriKid Plus. Theo như các bà mẹ thì chia sẻ thì nó có hai công dụng, đó là thứ nhất là vừa cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho các bé, mà thứ hai lại là vừa hỗ trợ phục hồi hệ tiêu hóa cho các bé. Thì không biết là quan điểm của bác sĩ là như thế nào? Vâng. Cái sản phẩm mà MC vừa nêu ra đó là cái sản phẩm NuriKid Plus. Thì tôi được biết là cái sản phẩm NuriKid Plus này là
được nâng cấp hay là được cải tiến hơn từ cái dòng sản phẩm Nordic Organic. Đấy, trong đó người ta có bổ sung thêm, nhà sản xuất có bổ sung thêm ví dụ như là vitamin A, vitamin D3, thế rồi là kẽm gluconat, thế rồi bổ sung thêm cái cao men bia, thế rồi yến xào, hoặc là cái canxi từ cái tảo đỏ. Đấy, thì đấy là những cái mà Nordic Plus này đã đưa thêm vào để giúp cho các cháu tăng cường thêm cái chất dinh dưỡng, ví dụ như tăng cường thêm chất đạm, hoặc là tăng cường các cái vi chất, ví dụ như kẽm gluconat, hoặc là vitamin D3 hoặc vitamin A, hay là cái canxi vân vân, để cho giúp các cháu vừa có tăng cường cái dinh dưỡng để phát triển cơ thể và giúp cho cái hệ tiêu hóa của các cháu tiêu hóa và hấp thu thức ăn được tốt hơn. Thì tôi cho rằng cái Nordic Plus này là đã được cải tiến hay là đã được phát triển từ cái nhà sản xuất, người ta đã có kinh nghiệm từ cái Nordic Organic từ trước rồi. Một trong những cái ưu điểm của cái sản phẩm Nordic Plus này nữa thì nó có nhiều cái thành phần bên trong như vậy. Ngoài cái canxi, ngoài cái D3, ngoài cái vitamin A, hoặc là cái inulin, tức là cái chất xơ hòa tan, hoặc là cái kẽm gluconat vân vân, thì cái yến xào nó cũng tăng cường các cái chất đạm cho cái cơ thể của bé. Và chính vì vậy cho nên là chỉ cần sử dụng một cái sản phẩm Nordic Plus này thì cũng đã thay thế được nhiều các cái sản phẩm đơn lẻ khác. Tuy nhiên ấy, thì trong cái các cái loại sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc là thực phẩm bổ sung thì chúng ta cũng cần chú ý đến cái hàm lượng hoặc là cái thành phần nó có đầy đủ hay không đối với lại từng lứa tuổi của các bé. Thế thì ở cái Nordic Plus này ấy, thì nó cái hàm lượng của các cái thành phần ở trong cái sản phẩm này thì nó rất là phù hợp với lại từng lứa tuổi các cháu, mà nó cũng rất dễ sử dụng. Ví dụ như từ 6 tháng cho đến 1 tuổi thì chỉ cần dùng một ống một ngày thôi. Nhưng mà từ 1 tuổi cho đến 4 tuổi có thể dùng 2 ống, và mà 4 đến 7 tuổi có thể là 3 ống, hoặc là trên 7 tuổi có thể là 3 đến 4 ống. Ví dụ như vậy thì chỉ cần là sử dụng theo cái số lần và cái liều lượng từng ống thuốc, từng ống cái thực phẩm chức năng này, là có thể là đảm bảo được cái nhu cầu của từng lứa tuổi đối với các cháu. Như bác sĩ có phân tích thì Kim Thảo thấy là ở trong thành phần của Nordic Plus có rất nhiều những thành phần tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ. Thì trong đó có một thành phần đó chính là Aquamin F. Thì sản phẩm này, thành phần này được nhập khẩu từ Nhật Bản. Thì Kim Thảo nghĩ là cũng có khá là nhiều bậc phụ huynh quan tâm về thành phần này. Thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ thêm về công dụng của nó được không ạ? Bạn vừa nêu lên cái một trong những cái thành phần của Nordic Plus ấy, thì đó là cái Aquamin F. Đây là một cái sản phẩm hay là một cái thành phần mà được nhập khẩu từ Nhật Bản. Thì cái sản phẩm này ấy, trước hết thì cái Aquamin F thì đây là một cái chiết xuất từ cái tảo đỏ. Mà cái tảo đỏ này là được thu hoạch từ một cái ngoài khơi ở phía tây bắc của cái Iceland. Thì trong cái thành phần của cái Aquamin F thì chủ yếu là nó cung cấp rất nhiều chất, trong đó có cái canxi. Mà canxi đây gọi là canxi tự nhiên, nó có lên tới 30%. Thứ hai nữa là cái magie, thì magie của nó cũng tới khoảng 2,2%. Thì đấy là hai cái thành phần chính mà cái Aquamin F phần cung cấp. Thứ hai nữa là cái đặc biệt của cái Aquamin F ấy, thì tại sao người ta gọi là cái canxi tự nhiên, và cái giá trị của nó là giúp cơ thể các bé hấp thu cái canxi, bổ sung cái canxi vào cơ thể rất là tốt. Bởi vì cái cấu tạo cái canxi của cái Aquamin F này ấy, thì nó cấu tạo dưới cái dạng tổ ong. Đấy. Cho nên là cái diện tích tiếp xúc đối với cái canxi tự nhiên này trong cơ thể hay là trong đường tiêu hóa của các bé là nó lên tới 10 lần so với lại cái canxi carbonate hoặc là cái canxi triphosphate. Và vì cái diện tích tiếp xúc của cái canxi dưới cái cấu tạo tự dạng tổ ong như vậy, do đó cho nên là cái khả năng hấp thu cái canxi từ cái Aquamin F này nó có thể lên tới 3-4 lần so với các cái canxi khác.
ở trong cơ thể, ví dụ như tôi vừa nêu. Thế do đó cho nên là cái khả năng hấp thu canxi của nó rất là tốt và cái hiệu quả của nó cũng rất là cao. Thế thì ở đây đặc biệt chúng tôi cần muốn giới thiệu cho các ông bố bà mẹ biết là tại sao cái acomin F nó lại tốt cho trẻ em hay là tốt cho nói chung kể cả người lớn cũng như trẻ em. Bởi vì thứ nhất là nó là canxi tự nhiên chiết xuất từ cái tảo đỏ mà ở cái vùng biển ngoài khơi của Iceland. Thứ hai nữa là bản thân cái cấu tạo của canxi ở trong cái tảo đỏ này thì nó có cái tác có một cái cấu tạo, đó là nó cấu tạo dạng tổ ong, có nghĩa là nó rất xốp. Đấy, rất xốp. Và chính vì cái cấu tạo dạng tổ ong nó xốp như vậy cho nên là cái diện tích tiếp xúc với lại các cái men tiêu hóa hoặc là các cái niêm mạc của ruột của các bé là nó tăng lên. Đấy, nó có thể tới cái diện tích tiếp xúc của nó tăng lên đến 10 lần so với các cái canxi thông thường, ví dụ canxi carbonat hoặc là canxi triphosphat. Và vì thế cho nên rất tốt cho trẻ em. Rất có lợi cho trẻ em. Và cái khả năng hấp thu cái canxi từ cái acomin F này có thể gấp 3 đến 4 lần so với lại các cái loại canxi kia. Chính vì thế cho nên là cái hiệu quả hấp thu canxi của các cháu bị cái chứng biếng ăn hay là rối loạn hấp thu hay là hấp thu kém thì rất là tốt. Và chính vì thế nó cải thiện được cái vấn đề thiếu canxi cho các cháu và giúp các cháu phát triển cái hệ xương được tốt. Vâng, xin được cảm ơn những phân tích rất là chi tiết của bác sĩ về thành phần Aquamin F. Thì theo như bản thành phần với nhiều dưỡng chất có lợi như vậy thì cũng có khá là nhiều bậc phụ huynh quan tâm là chỉ cần sử dụng 1 đến 2 hộp hay là chúng ta nên sử dụng đều đặn. Vậy thì với quan điểm của bác sĩ có thể là chia sẻ thêm để quý vị phụ huynh được biết không ạ? Vâng, chúng ta đã biết rằng là các cháu hay là người lớn cũng vậy thôi. Có nghĩa là cái nhu cầu dinh dưỡng là phải bổ sung hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí là từng bữa ăn. Chúng tôi hay khuyên mọi người dân là nên tổ chức cái bữa ăn là đa dạng thực phẩm. Có nghĩa là càng ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau càng tốt. Do đó cho nên là ngoài cái việc là các cháu nó đang bị biếng ăn hay là đang bị rối loạn hấp thu, đang bị hấp thu kém, tình trạng dinh dưỡng nó chưa được khắc phục, thì cái việc bổ sung vi chất, bổ sung các chất dinh dưỡng, ví dụ như ở trong cái Nordic Kid Plus này thì nó còn có cái yến xào đấy, hay là bổ sung yến xào thì nó cung cấp cái chất đạm cho cơ thể. Thế hoặc là cái men bia, nó bổ sung các cái cao men bia để mà giúp kích thích cái tiêu hóa của các cháu, hay là bổ sung cái chất xơ inulin chẳng hạn. Thì những cái thứ đó là nó giúp hỗ trợ cho cái việc tiêu hóa hấp thu của các cháu. Tuy nhiên rằng là không phải chỉ có 1-2 hộp hay là 1-2 tuần hay là 1-2 tháng thì hết đó thì cơ thể nó lại bị thiếu. Do đó cho nên là cần bổ sung tương đối là kéo dài hay là thường xuyên, chứ không nên chỉ dùng 1-2 cái hộp thấy các cháu nó đỡ rồi hay nó được cải thiện rồi thì thôi. Mà đây là thường chúng ta là cứ nghĩ rằng thế là khỏi rồi, thì nếu mà dừng lại thì có thể nó lại tái diễn lại cái cảnh biếng ăn. Do đó cho nên bổ sung các chất, thì nhu cầu các chất của các cháu nó thiếu thường xuyên thì chúng ta cũng nên bổ sung thường xuyên, chứ không phải là bổ sung một đợt mà hết. Đấy là cái nguyên lý chung là như vậy. Tuy nhiên thì cũng có những cháu nó cần cái thời gian dài hơn cái cháu khác, bởi lẽ là nó bị cái tình trạng biếng ăn nó dài hơn hay là nó nặng hơn chẳng hạn thì nó cần cái thời gian dài hơn. Còn các cháu mà nó biếng ăn ít hơn hay là cái hệ tiêu hóa của nó gọi là bị kém, nhưng mà kém ở mức độ thấp thôi, thì cũng cần cái thời gian nó khác nhau, chứ không nhất thiết phải cháu nào cũng như cháu nào. Để mà sử dụng sản phẩm hay là để mà khắc phục cái tình trạng biếng ăn của các cháu được hiệu quả thì ngoài cái việc là không nên chỉ dùng 1-2 cái sản phẩm mà đã dừng lại, mà các bà mẹ, các ông bố cũng nên chú ý là nếu như dùng 1-2 sản phẩm rồi, 1-2 hộp sản phẩm rồi mà nó chưa hiệu quả thì cũng đừng có nôn nóng thay đổi các cái sản phẩm này bằng các sản phẩm khác, mà có thể dùng tiếp thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả của nó đối với lại cái tình trạng biếng ăn của các cháu. Thưa quý vị, dinh dưỡng đầy đủ và khoa học cho trẻ nhỏ chính là chìa khóa để giúp cho các bé có thể phát triển được toàn diện cả về thể chất
lẫn tinh thần. Và Kim Thảo tin rằng là với những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Toán ngày hôm nay xoay quanh chủ đề đó là lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho bé biếng ăn, chậm hấp thu và đề kháng kém đã giúp cho các bậc cha mẹ của chúng ta có thêm được kiến thức và những trang bị cho chúng ta đầy đủ hơn để chúng ta tự tin trong hành trình nuôi dưỡng con thật tốt. Chương trình Tiêu hóa khỏe mẹ nhàn tên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Toán đã nhận lời tham gia vào buổi chia sẻ ngày hôm nay, và cảm ơn, đặc biệt cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ Kim Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.